Bạn đang nghe Từ Lặng Radio, nơi đánh thức thương yêu thẳm sâu trong con người bạn. 10 cách tiết kiệm hàng đầu của người giàu. Bạn có tố chất giàu hay không? Một số người thích khoe khoang sự giàu có của mình, nhưng những người giàu có thật sự lại coi trọng việc sử dụng tiền bạc và cách tiết kiệm tiền của họ dường như là điều khó tin đối với những người bình thường. Dưới đây là những cách tiết kiệm tiền của người giàu. Cùng xem bạn có làm được không? 1. Không mua sắm bốc đồng. Tiêu dùng bốc đồng là điều mà những người giàu có sẽ không làm. Mỗi khi những đợt giảm giá lớn như Black Friday, 11 tháng 11, Christmas tới, nhiều người không thể không tiêu tiền vào những thứ không cần thiết, chỉ đơn giản vì đang giảm giá quá mạnh. Nhưng những người giàu, dù là vào dịp nào, họ cũng đều sẽ suy nghĩ kỹ trước khi mua sắm. Warren Buffett từng nói, nếu bạn muốn mua thứ bạn không cần, bạn sẽ sớm phải bán thứ bạn cần. Câu nói này khuyên mọi người đừng vung tay, xong rồi mới cất số tiền còn lại đi tiết kiệm. Bill Gates, người sáng lập Microsoft, và Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook, đã ký cam kết The Giving Pledge, lời cam kết cho đi, và sẽ quyên góp phần lớn tài sản của họ để làm từ thiện sau khi qua đời. Hai người đàn ông giàu có nói rằng họ hy vọng con cái của họ sẽ thành công thông qua nỗ lực của chính chúng, chứ không phải dựa vào sự tài trợ của cha mẹ. Doanh nhân Hồng Kông Piracha cũng cho biết, sau khi ông qua đời, tài sản của ông sẽ được quyên góp để làm từ thiện, thay vì để lại cho con cái. Ông hy vọng con cái có thể phát triển và sống bằng chính đôi bàn tay của mình. 2. Sẽ không để lại tài sản cho các thế hệ sau. Bill Gates, người sáng lập Microsoft, và Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook, đã ký cam kết The Giving Pledge, lời cam kết cho đi. 3. Không mua gói phim, kênh truyền hình hay trò chơi điện tử. Thomas Kelly, tác giả của cuốn Rich Habits, The Daily Success Habits of Wealthy Individuals, đã từng chỉ ra rằng người giàu biết cách sử dụng thời gian hiệu quả để làm những việc cho ra hiệu quả hơn. Họ không xem TV vì họ dùng thời gian để phát triển thói quen, chẳng hạn như là đọc sách. Một cuộc khảo sát chỉ ra rằng hơn 80% những người thành công thích đọc sách và hiếm khi chi tiền cho các hoạt động giải trí, chẳng hạn như mua PS5, tài khoản Netflix. Lee Ka-shing, người giàu nhất Hồng Kông, từng tuyên bố rõ ràng, chỉ có số tiền đầu tư vào đầu óc mới đáng để tiêu. 4. Không mua một nơi ở quá đắt. Những người giàu có rất chú trọng đến việc khiến từng xu tạo ra được giá trị lớn nhất. Vì vậy, họ sẽ không mua lấy những ngôi nhà sang trọng vượt quá giá thị trường. Warren Buffett làm ví dụ. Dù giàu có và quyền lực, nhưng ông vẫn sống trong một ngôi nhà được mua vào năm 1958 với giá chỉ 31.500 đô la Mỹ. 5. Không mở nhiều thẻ tín dụng. Thomas Kelly đã đề cập trong cuốn sách của mình rằng chỉ 8% người giàu sử dụng nhiều hơn một thẻ tín dụng. Càng có nhiều thẻ tín dụng, họ càng có nhiều khả năng tạo ra tiêu dùng không cần thiết. 6. Không trả phí trễ hạn. Người giàu luôn thanh toán các hóa đơn và cả tiền phạt đúng hạn. Họ không bao giờ lãng phí tiền vào các khoản phí trễ hạn. Lấy Lehman Thát, chủ tịch của Lincoln Care Group, người đứng thứ 6 trong top 10 người giàu nhất Hồng Kông làm ví dụ. Con trai của ông từng nói rằng, cha mình khi xem các báo cáo tài chính, trước tiên sẽ xem xét các khoản phải trả, thay vì các khoản phải thu mà các doanh nghiệp thông thường quan tâm hơn. Có thể thấy người giàu sẽ không cho phép mình trả các khoản phí trễ hạn không cần thiết. 7. Không mua những thứ không có giá trị lâu dài. Những người giàu có sẽ xem xét ngày hết hạn
và giá trị của sản phẩm khi mua đồ. Đối với họ, việc mua hàng rẻ mà chất lượng kém, hạn sử dụng ngắn là điều không đáng. Lấy ví dụ như Kevin O'Leary, người đồng sáng lập của O'Leary Fund và Saki, ông cho rằng việc mua một chiếc xe hơi là một điều ngu ngốc. Ông giải thích, bảo trì và bảo hiểm xe hơi tốn kém tiền bạc và khấu hao. Vì vậy, nếu tôi bỏ ra 25.000 đô la Mỹ để mua một chiếc xe, 2 năm sau, nó có thể chỉ còn giá trị là 12.000 đô la Mỹ thôi. 8. Không mua cà phê đắt tiền. YouTuber Graham Stephan, người chuyên kinh doanh bất động sản và kiếm được 220.000 đô la Mỹ mỗi tháng, ghét tiêu tiền vào cà phê, thay vào đó là thích pha ở nhà. Stephan từ chối uống các loại cà phê đắt tiền, chẳng hạn như Starbucks. Anh ấy tin rằng cà phê ở chuỗi cửa hàng này là rất đắt. Bạn hoàn toàn có thể mua cà phê ngon trong siêu thị và tự pha chỉ với 20 xu. 9. Không bài bạc. Li Ka Shing, người giàu nhất Hồng Kông, từng nói rằng chỉ có một loại tiền mà ông sẵn sàng chi tiêu dù hết bao nhiêu. Đó là tiền để đầu tư vào cái đầu của chính mình và nâng cao giá trị của bản thân. Cờ bạc là khoản đầu tư không đáng tin cậy nhất, bởi vì nó là đầu cơ thuần túy và có thể khiến bạn chẳng còn lại gì. Vì vậy, sẽ không có người giàu nào khuyến khích hoặc đồng ý chi tiền vào cờ bạc. 10. Không nghỉ hưu. Một nghiên cứu được công bố vào năm 2010 bởi tạp chí Parley Wealth cho thấy 54% số triệu phú muốn tiếp tục làm việc ở tuổi nghỉ hưu, trong khi 60% những người có số tài sản ròng 15 triệu đô la không có kế hoạch nghỉ hưu. Trong số đó, có những người vì nghĩ rằng không thể để công ty mất đầu, có người vì quá yêu nghề, công việc sớm đã trở thành tất cả trong cuộc sống của họ. Vì đã quá quen với điều đó, nên họ không thể quen với một cuộc sống nhàn rỗi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Các bạn thấy nội dung của chủ đề hôm nay như thế nào ạ? Hãy comment bên dưới để chúng mình rút kinh nghiệm cho tập sau tốt hơn nha. Những lời khuyên và đóng góp của các bạn sẽ giúp Lặng Radio không ngừng hoàn thiện và phát triển. Để tiếp tục cùng Lặng Radio lan tỏa ý nghĩa cuộc sống, những điều tốt đẹp, các bạn hãy chia sẻ tới bạn bè và người thân của mình cùng theo dõi nhé. Bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào hình quả chuông bên cạnh để nhận những thông báo cho bài viết tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!